Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thăng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về cộng phân số cung tử khác mẫu, được chưa? Thì thứ nhất mình nói về phân số. Ví dụ thì phân số được xuất phát từ đâu? Ví dụ như 2 chia 3 thì được viết dưới dạng phân số là dấu gạch ngang này, được chưa? 2/3, cái gạch ngang này người ta gọi là phần, ở trên người ta gọi là tử số, có thể gọi gọn là tử, ở dưới gọi là mẫu số. Nhớ mẫu là mẹ thì phải khác không, nhớ điều này giúp lợi, được chưa? Rồi thứ hai, bây giờ mình sẽ nói về ví dụ về phân số cung tử khác mẫu. Ví dụ như 1/2 cộng 1/3, thì các bạn nhìn tử là một nè, cùng nhau chưa? Rồi mẫu là 2 nè, mẫu là 3 nè, khác nhau chưa? Rồi thì ở đây có 2 cách. Cách 1 nha các bạn. Cách 1 các bạn làm bằng phương pháp quy động mẫu. Đây là cách cơ bản, được chưa? Rồi mình sẽ giải bằng phương pháp quy động mẫu trước. Rồi 1/2 bằng 1/3 bằng, thì bước 1 các bạn tìm mẫu số chung, mình viết tắt nha các bạn, mẫu số chung. Thì mẫu số chung là các bạn nhìn vào mẫu nè, cách cơ bản nhất là các bạn lấy 2 cái mẫu này nhân lại, vậy là 2 × 3 bằng 6, được chưa? Các bạn viết số 6 thôi, mình viết như vậy để chi ạ? Để chút vào bài các bạn sẽ hiểu, được chưa? Rồi vậy mẫu ở đây 2 thì thiếu mấy ạ? Thiếu 3 nè, các bạn nhân 3 mẫu, được chưa? Vậy 1 × 3 bằng 3, 2 × 3 bằng 6, vậy 1/2 sẽ bằng 3/6, được chưa? Rồi các bạn nhân mẫu nè, 3 nè, vậy thiếu mấy ạ? Thiếu 2, vậy các bạn nhân tử nè cho 2 và nhân mẫu cho 2. 1 × 2 bằng 2, 3 × 2 bằng 6, vậy 1/3 sẽ bằng 2/6, được chưa? Rồi từ đây các bạn viết lại đề 1/2 cộng 1/3 bằng 1/2 bằng 3/6 cộng 1/3 bằng 2/6, được chưa? Rồi tới đây các bạn đã cộng 2 phân số cùng mẫu, thì các bạn bước 1 viết lại mẫu số chung nè, lấy tử cộng tử, được chưa? Vậy bằng 5/6, ok chưa? Rồi cách 2 nha các bạn. Cách 2 chỉ dành cho những trường hợp tính lẻ thôi nha, gọi là tính nhân. Rồi mình viết lại đề nè, 1/2 cộng 1/3. Rồi bước 1 nè, lấy mẫu nhân mẫu, được chưa? Mẫu nhân mẫu bằng mấy ạ? Bằng 6. Xin lỗi, ở đây dấu nhân nha các bạn, dấu nhân. Mẫu nhân mẫu. Được chưa? Bước 2. Các bạn nhìn nha. 1 × 3 1 × 2 1 nhân
1 nhân 3 cộng dấu cộng nè, cộng 1 nhân nhân 2 vậy bằng bằng bao nhiêu ạ? Bằng 5/6, được chưa? Bước 1 lấy mẫu nhân mẫu, bước 2 lấy tử hằng này nhân mẫu hằng kia, lấy tử hằng này nhân mẫu hằng kia rồi cộng lại, được chưa? Đây gọi là phương pháp con bướm đó các bạn, con bướm, phương pháp con bướm đó, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho một bài tập, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Bài tập, bài tập 5/7 cộng 5/8, ok chưa? Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.